Ai có nhu cầu mua nick liên quân Free Fire, quân huy giá rẻ kèm nhiều vòng quay là thẻ may mắn thì ghé shop.banh.vn, ở đây cái quần què gì cũng có. Mày cầm con khác cân năm tao xem suốt ngày Nata cái lòn. Ok này test VZ cân chụp thằng nha. Cầm con tướng phế Nata ai cũng kinh thường mà mạnh vậy rồi huống gì chơi mấy tướng mạnh như này thì sao team bạn đỡ được đây. Ngọc Trang bị phù hiệu mấy bạn dùng ở bảng đề cử nhé chứ mình lên gì cũng win. Con này đi rừng cộng chiêu một trước còn đi đường thì cộng chiêu 2 thì farm nhanh hơn. Em không cần gì hết á. Mỗi tháng cho em xin 100 đô được á. Chúc farm thì kéo quái để đánh lần hai con cho nhanh. Đây là một vài điều cơ bản mà ai cũng đã biết chẳng qua nói cho dài video. Bởi vì support biết châm chơi con này rất hay cho nên đã thịt luôn bồ đỏ kìm hãm bớt sức mạnh này. Combo bình thường hay dùng nhất là ulti, chiêu 2 chiêu 1, còn khả năng điều chỉnh cái vòng cho chúng thì mấy bạn tự tập luyện nha. Chơi con nào cũng vậy, nếu đang thừa thắng ta phải xông lên ép cho họ sợ, lúc về thì vơ vét sạch tài nguyên, ấy mới tạo nên sự chênh lệch. Đầu game chưa gì đã chơi lối phòng thủ thì rất mất thời gian, dù có thắng cũng kéo dài trên 12 phút mệt. Hãy chơi lối đánh nhanh thắng nhanh thua nhanh để làm ván mới. Vì giờ đang giai đoạn đầu nên không thể nhường mùa được, sau 5 phút thì ok hết. Như hai cái thằng này thì trẻ đôi phát chết ngay. Tướng này khắc chế lũ bố nên không có gì phải sợ. Đánh cho mệt cái con vi nó vào KS, xong tí ra ngoài hô to tao là chùm Hazate. Lên đúp đây lỡ vi nó về thì giết này. Nhưng nó không về thì mình đi tìm vậy. Tính ra nãy giờ 4 mạng không ăn được rồi đấy. Thôi buồn quá phải farm đây. Và sau một pha chơi ngu thì châm đã bị lên bảng. Ăn thì khó mà chết sao dễ vậy ta. Con này ở giai đoạn đầu với giữa game chỗ nào đông người là sướng lắm. Vãi xoay một pha đẹp vậy mà không chết ai hết. Nãy thằng Quy nó nhảy vào bùa xanh lẹ chứ không thì mình ăn mega rồi. Chơi con này ghê lắm mà, mấy bạn không tin.
lắm vậy? Một viên còn nè. Nào nào, về ngay kẻo chết, mạng này là của tao. Ở trong cái chuyện người ta mua sẵn rồi nhà vô ăn, dạ biến đi chỗ khác. Bởi vì em ghét mấy con AD cùng khổng. Cái giờ quên lên giáp phép, tránh được ulti của Zata thì mày xong với Trâm. Vậy mà tốc biến được hên ghê, Trâm phải bắt nó cho bằng được. Lũ vô đang chửi thầm, đang solo 1-1. Quay lại nút bên này nha, giờ hết tốc biến xem chạy đi đâu. Lên huân chương sớm luôn. Tính ra ulti con này hồi nhanh phết, đánh cái ra nghỉ tí là có ulti chơi. Á mày đây rồi thằng cứt gà. Này thì gà bay, bây giờ gặp đứa nào mình đánh đứa đó nha. Con này giờ bắt máu giấy hay bắt đấu sĩ gì cũng được. Tưởng dễ ăn hả mày, xoay cái chết tươi. Hay quá. Dì giết chăm xong kiếm một bếp kìa.
Cái chiêu hai con này đúng phê, nó kéo choáng giữ lại khó chịu thật. Video này dừng tại đây, mong em Bảo Bảo sẽ thỏa mãn hơn sau những ngày chỉ xem Nata. Còn ai chưa theo dõi thì cho mình xin một lượt nhé. Cảm ơn ạ.